game mấy cái đi. Anh chưa hiểu game này chơi kiểu gì. Ok, nhưng mà chúng ta đã chơi tựa game gì ấy. Ui, ui tôi đã đẹp ấy. Tựa game mang tên là gì ấy. Sao? À, bấm vào cái này rồi uy kíp các kiểu. À, ok ok. Thì nó như kiểu là cái ui, nó giống như toilet bình thường nhưng mà nó sẽ khác cái là ui. Hết cả cái gì đấy? The finish one con gì này? Đồ. Xịn bay. À nói chung là game này cũng khá là có cái nhìn có nhiều cái hay hết anh em ạ. Từ từ tôi sẽ test thử tựa game mang tên là cái gì ấy. Game này tên là Skibi Tower Defense. Ok xem thử chơi nào nhá. Helicopter speaker các thứ này, từ bật to tiếng lên tí nhá. Để zone. Vô này em mời này anh ơi, vô đi. Ok, nói chung là khá là nhiều con mà hiện tại tiền như đây đây tiền này. 500 tiền. À ơ có cốt không em? Có cốt không? Đi vào chơi thử đi. Daily spin này à. Ờ. Bao nhiêu spin đây? Ui, 2.500 tiền. Ngon. Đồ, ô, spin được nhiều lần à? Ô, ngon, spin được nhiều lần chị. À, rô được nhiều lần ạ. À, bây giờ sẽ thử dùng 4.000 tiền để xem mua được con gì không. Resixer này, thôi, mua em. Ui mẹ, mấy cameraman nhìn ngầu ấy. Nhá. Để dành mua TV của mình đi. Ui vãi cả có upgrade luôn à. Ngon vậy. À game mình ok nha. Ok bây giờ thì anh để sự đi qua nhạc của chỗ thì... chỗ của thanh niên kia. Ok xem này. Chapter 1 này. New game đi. Tìm vai hết đi. Ai gánh được thì gánh thôi. À anh em à anh em hết rồi này. Đấy, ui, vãi cả mát tao, vãi cả mát người 50 cái gì ấy. Bắt trong copper 50 player 20 cái gì. Tôi cũng chưa biết. Từ từ. Public party tôi cũng chưa hiểu cái gì anh em ạ. Anh em biết chơi nó hướng dẫn tôi tí nhá. Mua camera của mình, ok từ từ ấy xem nào. Vô đi em ơi. Thì à, chơi thử chắc tầm một xem nào. Ok nếu mà anh em không chơi thôi chơi đi. Chơi lên nha. Ok vô luôn. Ok vô. À có cả một phần nói chuyện dưới đây nữa nè. Ok. Zoning the game. Ok hôm nay chúng ta sẽ chơi tựa game Skibi Tower Defense. Lần đầu tiên tôi chơi là chưa biết nào nhỉ. Dành khoảng tầm nửa tiếng để chơi thử tựa game này. Đây, chúng ta đi ready. Ready đi. Hả? Anh làm gì đâu? Vô game mới em. Ready anh em ơi. Chả em vô link lên quay video anh Jen ơi. À ok, từ từ anh đi. Ok. Má nó sơ cái nhạc, tiếng nhạc nó to rồi. Ôi đi đây, chẳng nghĩ mình đi của mình ta. Hết cú. Hết cú rồi, mình hết cú rồi. Sao mà chắc là sao điều mình anh em ạ. Đây, bây giờ thử. Tắt cái nhạc đi anh em ạ. Speed. Ok, bây chúng ta là ôi. 1 2 3. À ok ok ok. Bây chúng ta lại có một dàn phòng thủ ở đây rồi. Nhá.
Chân Việt Nam. Sao mà nó tiếng nó to ấy nhở? À, Giờ ui, nào? em Dèn nhở? dèn. Tối nay thức 10 giờ đêm với em không? Làm Chơi gì? chơi toilet tôi rồi mới. Dạ em ơi, anh Toilet có tôi chẳng rồi có thời chuẩn gian, bị anh ok có thời gian chơi, anh có thời gian chơi em ạ. Up rồi lên thì nhé. ok, nói chung là game khá là Có đồ họa. gì Ôi, đồ họa cũng đẹp phết đấy. Ok, sẽ up rồi lên nè. đúng rồi. Wow, bây giờ chúng ta sẽ Nhưng có hướng gì đấy? À, có cái gì đấy? Sở tát trên. Trông khá là xịn đấy. vì người hôm nay em đói rồi, hôm nay mà đi chơi suốt ba anh em. Ủa? Hơi xong rồi, anh đứng yên rồi. Thôi thôi hết túi Hơi xong rồi. rồi. Chuyện cười remake Xong rồi. anh. Ok, bây giờ sẽ upgrade tiếp cái con này nhá. Stay editor gì đấy? Start editor là sao? Ok, kệ. Upgrade lên chúng ta Nếu sẽ mà có chơi rồi á, không 1.600 dạy tiền. em mới đi về. Wow. Chung là tôi không chắc là nhiều anh em với mà chơi chơi thử chơi, chắc là nhiều anh em cũng biết rồi. Tôi chắc đéo cần được ghi một con này đâu. Cứ chơi thử thôi, cứ chơi bình thường thôi. Ôi mấy anh em là toàn mấy con xịn. Ui. Ơ. Ừ, đúng rồi. Không có chọn chế độ khó gì không? Bây giờ Hitman. Nó có 4 chapter, có 4 chapter anh ạ. Đủ. 4 chapter. 4 chapter Knightline đều cả. khó anh ạ. À ok. Đủ. Đây. Đã đi cái xấu. Ring mi mà Upgrade còn. camera Hôm nay man. chúng ta sẽ chơi ra khỏi vòng tròn. Tức có nghĩa là chúng ta không được ra khỏi vòng tròn nó trong vòng Ok, 100 ngày cuối nha anh cùng em. thì tôi đã lên được full cái level của con này. Bây giờ xem đam. Đam xem đâu vậy? Số đam biết rồi Nhiệm vụ chúng ta là phải làm sao đầy đủ nguồn nước, nguồn nước, nguồn thức ăn, nguồn sức khỏe và cuối cùng là nguồn nguồn năng lượng để chúng ta phải sống sót. Còn nếu như bạn thua thì bạn nghĩ thôi. Đây xả là tài trợ đó chứ là anh Thịnh. xả lơ quá. Thế anh chơi cái này là anh Thịnh làm á. Thịnh ta, Thịnh nè. Mở xe vòi. Ai ai thắng là được cái gì 10.000 Robux thì tùm lum Thôi tùm thôi dạp la, em nói ơi. chung là Bây giờ anh luôn á. em ơi, anh chưa biết là cái con này xem đảm đâu. Đam nó thì ít cứu rồi, nó không có đam anh ơi, Ấy, cái con này không có nó chỉ đam. có là kỹ năng. À, kỹ năng. Con làm chậm hả? Đây, slow lai này. Đúng không? À, đam ơi, đam 100 này. Đúng Đam không? 100 nhá. AI gì thế? Recession là 7 cái gì đấy? Chung là gì đấy? Chung là range là 18 mét này. Ui, vãi cả tính mét luôn à? Ghê vậy. Không chịu 2 giây tấn công. Đúng rồi. Là sao đó? Ui. À. Ô, con này đam mục tiêu à? À. Ô, con này đam mục tiêu à? Ui. À. Game này hay em ơi. Mr. Beast, À. Aki. Anh thấy cái hay của game luck. này ấy. Anh thấy game này hay rồi. Game này hay. Không. Sir, chúng ta Em bây ơi giờ em sẽ ơi đi em chọc không, không. Nó có cái này hay cực rồi. Đầu tiên nữa là nó có hai cái đam này. Anh thấy là hơi thắc mắc nhưng mà bây giờ anh được kỹ lại rồi. AI detection giết này. Nghĩa là đánh được AI nhá. Xong rồi đam là 6 không like các gian thứ anh này. ơi. 0.1 giây là Em này có thể là cái vòng. Ừ, đúng rồi cái vòng của nó này. Xong rồi cái cần là hai sẽ đánh là đam riêng khác nữa. Ồ, 18 mét này. Còn cái rừng ba cái rừng to to là 30 mét này. Cycle đây, ăn rồi cycle các thứ ăn rồi cái 60 độ này. Rồi ôi. Đủ, làm chậm luôn này. Ok vẫn nhở. Ui. Cái này là toilet không có nhá. Cái này là toilet không có anh em ạ. đấy cho bạn một số ít ngọt ngon. Wow, rất là ngon luôn. Chúng ta đặt theo kiểu là Đây là trò chơi
Cái gì? Wow. Trong cái game này. Tôi sẽ đặt ra thử một vài con này nữa nha. Mạnh quá cũng không được. Đây. Ui. Upgrade em nó lên. Ý ơi, 8.000 tiền á, cái gì đây? Ao eo luôn. Chuối. Ê, cái speaker này lạ quá. Ô, speaker đây, nhìn. Speaker nhìn lạ đấy. Game này có vậy code cả này, không này. Em ơi, cái con speaker là anh sao mà nó nhìn nó như kiểu được nâng cấp ấy. Ui, cái sao game này nó làm nít biến tấu lại đẹp vậy. Đủ đây chắc là lý do nhiều anh em chơi rồi. Còn đây là thanh niên. Ui bây giờ game này có 3 người nhưng mà thực chất thì tận 100 người nên là server lag cứ bình 500 mấy luôn. Hôm nay tất cả đều có khoai tây. Wow, khoai tây đâu đâu. Game khá là hay anh em ạ. Ui mẹ, nhìn như con speaker như kiểu con Tita speaker. À có cả stool luôn à, hiệu ứng đẹp phết anh em. À tiếng chít 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 này, cái tiếng hình ngôi sao nó quay vòng vòng ấy. Gì đây em? Ok em vô server. À em vô server VIP, anh gửi lên cái quần đi. Đây lượng, à lượng tiền nó còn có giới hạn à? Ờ cái này lượng tiền nó giới hạn. Phải cả unit unit chọn 50 con ạ. Eo ơi, gì ơi? À thì ra vậy, cái con dancing cameraman nó cho tiền anh em ạ. À thì tôi sẽ mua dancing cameraman. Bây giờ sao con nhìn con này lạ đó. Ui 8:25 rồi. Đam là 25. Đam là 25. Ủa cái con này lạ ta, đam 25 mà. Đam 25 này hơi lạ anh em ơi. À có mấy con level 100, mấy trăm đam. Đi rồi. À cái này nó có cần nước bát anh em ạ. À vậy là từng con nó có chức năng một, chức năng riêng của nó. Ok. Con này thì đánh mơ mục tiêu nhưng mà đam nó lại to à. Ồ anh em con gì không? Anh em con gì? Anh có 3 con khởi, anh có một con TV person này, một con speaker này, một con camera hết rồi. Single dam unit, cửa nước back unit và slow down unit. Ui ui game này mới đầu nó cho hoa vết đấy chứ. Một con làm chậm này. Một con làm... Tắt. À, automatic unit và auto gun. Cái này toilet không có. Ồ lúc đặt ra bình thường mình không bấm vào này thì nó sẽ gọi là up lên mắc cho mình. Khi mà mình bấm xong rồi mình đặt ra nó sẽ up lên mắc cho mình. Ồ Tiện ha. Ok. Đây đầu tiên là con bắn đam này. Đam của con này chắc chắn to hơn mấy con kia. Tiếp theo là con để lùi con cần lốc bác ấy. Ôi để nó cái con quá sẽ đi đến đi là đường đi này, con này để lùi tí ở đây. Ồ cũng được. Ê, con này làm chậm. Wow TV vẫn ngon nhở. Ở TV vẫn ngon đấy, TV với speaker vẫn ngon, hai con kết hợp lại. Anh Yen đang chấp là máy ấy. Anh Yen đang chơi chấp là máy á. Một thế không? Một quá chết trong một easy. À giới hạn tiền anh em ạ. Giới hạn tiền. Ấy cái tiện của game này nó vậy, bấm được cả mắc các thứ luôn nè. Em này easy. Ui vãi cái con này. Ui. Em sợ lên. Đây gan cái gì đây? Sút gan này vãi bìu. Đây anh Yen, anh Yen. Em nữa chờ chắc 2 nha, nó chờ chắc 2, 3 nha. Ok em. Phải 2, 3 luôn anh. Wow. Wow. Bán đi cũng không tốt. Cần con camera mẹ nó mà, nó nhìn nó nó yếu vậy thôi, chừng chắc nó summon ra được con upgrade ra lần cameraman. Ủa rồi, 15 triệu máu bằng máu con control liền. Con ultimate cameraman nó như thế nó như. Ui vãi cả con, vãi được cái con này. Ui ok, đây nè, okay, nói luôn nè, con ultimate cameraman. Ấn lên một áp của ultimate cameraman.
Batman nó ở level 1. Ultimate còn Batman nó xịn hơn cả con Ultraman nữa. Ôi giời ơi, cái con gì bắn xa thế? Yo ơi, cái range của nó 165m em ơi. Em ơi, range của con này 165m con gì ấy? Cái con mà đội cái có cái hiệu cái gì? Cái sừng của hiệu ấy. Bay bị rượt. Nên mày xịn bay. Rocket đánh ra cũng mạnh đấy chứ. Rocket đánh ra cũng mạnh. Và bây giờ chỉ còn Winner, yeah, Astro Toilet, vác cả Astro Toilet mà ngồi bên cầu á. Xả lời. Chơi camera headbox thật luôn. Không, anh thấy game này. Chơi camera headbox thật luôn. Anh thấy game luôn, này cho nó hay hơn Toilet kìa. Toilet kìa chả lắm. Đúng rồi, hay hơn. Hay hơn nhưng mà cậy hơi khó đi xíu thôi. Còn em có được con upgrade thành TV man này, là con upgrade thành cameraman này, con upgrade thành speaker man này, ba con upgrade luôn. Một con đa và một con làm chậm, cái này khá là hay em ạ. Bạn có paket mà ngon. Nói chung là game này vẫn rất là hay. Tôi chỉ nghĩ vậy thôi. Ui vãi. Ground slam cái thứ này, ui. Mới tính nhân admin biến đấu lại đẹp nhờ. Ui. Đang sinh thì nó đang đang nhảy kiếm nhạc anh em ạ. Đang nhảy để kiếm tiền. Ok, nhảy hơi mỏi chân. Nhảy từ nãy giờ suốt 20 quay. Khổ thật. Game này mà game này dễ lắm. Game này có gì đâu mà khó. Chơi Nightmare nó mới là khó. Game có code á? Code thì code gì? Đâu đâu xem. Có. Cho anh xin, cho anh. Cho anh xin code mà, cho anh xin hết code đi. Cho anh xin. Đây để em code được không? Hết code luôn em ơi. Đây em gửi code anh ơi. Ok, gửi lên Discord đi anh làm. Ơ nhưng mà nhập code của gì ta? Sạc rì đúng. Anh Vinh phải sạc rì đúng á. Sạc rì đúng. Lăng quăng. Ôi ôi, phải chăm nó bắn ghê quá. Rồi. Rồi. Cốt, em gửi cốt lên Discord rồi đấy nha. Gửi okay, cốt rồi đấy, gửi cốt rồi đấy. Anh xem thử em ạ. Ôi. Cốt game này có cả đâu. Nhưng mà phải nhập cốt ở lobby hay tác dụng. Nhập cốt ở lobby mới tác dụng. Debut toilet kìa. Trả lấy mặt nó luôn đi. Ui. Return lobby mà. Return lobby, return lobby cái. Đâu. Vãi cái view. Con ra được con em biết là em biết là anh em biết lấy gần là sao không? Em hướng dẫn cho anh phải có con Ultimate Speakerman mới có thể summon được con đó. Ultimate Speakerman. À Ultimate Speakerman bên đây nè anh. Ultimate Speakerman bên đây nè. Nè bên chỗ em nè, Ultimate Speaker nè. Ê em ơi, nhà các bạn cười đâu? Nhìn anh qua đây. Ờ, chắc có. Ai lì. Chết mẹ anh nghe nãy giờ. Ui dồi ôi. À đâu, không có bản quyền, không có bản quyền. Em ơi, quyền, không có bản quyền. Con Dual Blaster, à. cái con đất nhất ở trong speaker kìa. Nè, Ultimate Speaker Man nè. Nằm đây nè, nằm bên đây nè, nằm đằng sau con Titan TV Man này nè. Ê, cơ bì. Ultimate Pokemon nè. Ô con speaker mạnh nhất à? Ui. Đúng rồi. Nó triệu hồi con này á. Đúng rồi. Vãi. Nó triệu hồi con upgrade ra được Speakerman. À thế là hiển là phế. Hiển phế. Hiển định thể hiện nhưng mà không thể hiện được, hiển phế quá. Hồng quên nó phế rồi này. Hồng quên nó phế. Thôi xong win luôn rồi. Gì mày ăn chết luôn. Vãi cả bìu. Đẹp vãi. Rút máu 4 triệu máu mà nó rút chó. Ôi dồi ôi. Cái con speaker, con Titan speaker chưa nâng cấp nó bị lây nhiễm, nó vừa ra phát nó chết luôn.
Spawn được nữa không? Đừng bảo là spawn được nữa nhá. Anh Gen gặp con 75 triệu máu anh Gen mới sợ. Gen gặp con 75 triệu máu anh mà anh Gen mới sợ. Đó, anh Gen mà gặp con 75 triệu máu anh Gen mới sợ đó. Ờ, anh chưa biết nữa nhưng mà từ anh mới sợ. Ok, win rồi. Thấy mẹ rồi, Kim đặt ra rồi, Kim đặt con đó ra rồi, thấy mặt mẹ rồi. Gì đấy? Thôi rồi. Vãi. Thôi rồi. Vãi cả biểu. Kim đặt ra rồi, nó tới rồi. Ờ, hiện tại là tôi đang chơi chapter 2 anh em ạ, thì nó thằng Kim nó đặt cái con vãi cả biểu tiền. Ok, Titan TV man. Còn vãi cả tiền. Mẹ game. Vãi cả tiền. Diddly unit. 15 triệu này mới đặt được một con đó anh. Nhưng mà cái con cái mã số của nó là mã số 59.000, mã số 59458. Con của em thì là con mã số 43 ngay đó, không biết không nhớ nữa. Vãi cái biểu. Em mua trước kia con em mua cái con upgrade ra đoàn TV man trước kia đó. Nói chung là vậy. Chắc là xong mà gì? Ở đâu? What the fuck? Vãi cái biểu. Vãi cái biểu. 5 triệu để đặt ra một con 20 mà. Nhanh đi, hai người mất công mình. Đủ bộ bát TV rồi nè. Anh em đủ bộ bát đi tàn rồi nè. Vãi ạ. Bốn. Yo ơi. Quay 15 bao giờ hết. Điều game mày đi lâu nhé. Anh Giang anh nhớ là em mua con UTDVM này trước kia đó. Vãi nhớ là cái đó. Vãi cái biểu. Mã số còn 40 mấy ngàn luôn đó. Mã số là 40 mấy ngàn nữa. Còn bố kia là 50 mấy. Sao rồi, nó đúng rồi. Còn Aki thì chắc mới chơi đúng không? Okay, Kim mới chơi. Ok thì nó chơi được 2 tháng mà nó có hết full gần full unit, chỉ còn thiếu mỗi hình như là con biết con đó hình như là Kim nó có mẹ rồi đúng không? Ủa con UTTV là ngon nhất rồi. Không, không, chưa chắc đâu. Mày coi con go vô đi. Mày con go vô đi, go vô đặt ra có 1000, có 1000 tại ra. Phát thử Gojo ạ. Gojo nó, tao thấy nó không ngon nhưng TTV. Ui dồi ôi. Game này có con 1 phần 2. Hiển ơi. Con Kim là có Gojo chưa? Con Kim là có ơi, Gojo chưa? Hiển ơi, 500 rank ạ, à, mày điên rồi. Alo, 500 mét ạ, 350 mét ạ, ui dồi ôi. Con này là Deadly Unit mà anh Giang. Anh Gen coi cái kho đam của nó kìa, đam của nó là 10 triệu đam của cái lõi năng lượng. Và OVANK hôm nay Chim Rang đã quay trở lại với những cái nặng nói content UNO. Salo mày. Sukuna nha. Salo nha. Sukuna bớt nha em. Ai cái biểu. Mọi người bớt lại nha Sukuna, không ai là đọc kích mày ra đó Sukuna. Bớt rồi nhá, sụp con này ở ngoài trà màu đây. Em ơi, có hai đứa theo, có thêm hai đứa vô. Sợ luôn ấy. Như vậy là sợ luôn, em ơi, lâu thế. Một tuần mới on một lần thôi. Thì trời con này. Ôi, con game... này deadly unit mà anh Yeah, anh deadly mà con mà này sao? Deadly mà. Sao game chơi lâu à? À anh Yeah, nếu như anh Yeah để cái quầy ở dưới nha. Anh Gen nhìn cái 80 mấy left là có nghĩa là còn bao nhiêu con toilet nữa, Nashvan đó. Vãi biểu, 80 con, 97, 9, 7, 8 con, vãi cả biểu. Eo ơi, cái mày giết toilet lâu, vãi biểu. 70 mấy con nó là nguyên rồi. Đi càng nhiều người thì toilet càng nhiều đúng không? Đúng rồi. Vãi. Thả tư tìm. Không, ấy, không, ý em là, không, nhưng mà đi càng nhiều người, đi càng nhiều người thì máu toilet nó càng tăng, vậy đó. À thế thì chắc là không liên quan gì đến cái gì à? Cái quay cái con quái mấy cái con quái các thứ lép đép không?
Ui kia nó điều khiển mẹ luôn, ốp bay ra là DB man rồi gần đâu. Rồi chát lên xong rồi anh Gen nhìn không chát con tay lên DB man đi anh nha, ốp rê ra là DB man đi anh Gen. Chát lên. Chát cái gì? Chát lên Ken, chát lên. Alo. Chát lên, chát lên đi Ken cho anh Gen. Đó, anh Gen nhìn anh nhìn nhìn kìa, nhìn trên đầu, con trai đình Demon Man. Ok, đây là Demon Man á. Bái cơ luôn. Di chuyển thôi, di chuyển thôi. Bay luôn. Ủa, điều khiển uống hết kiểu gì bái, không chỉ có mỗi con ốc quay ra đành TV Man mới đơn mấy cái điều khiển được thôi. Vai biểu anh điều khiển không? Em xài rồi em biết, em tài rồi em biết, mẹ nó bay được, nó vừa bay được mà nó tự mà có thể dùng chiêu, có thể người chủ dùng chiêu được luôn. Vai biểu khi nào mượn ạc nó mượn cái thằng kia kìa, em cũng khó mà. À thế khi nó cho anh mượn ạc cửa đâu, yên tâm đi, anh không scam. Anh uy tín lắm, yên tâm. Đúng rồi, tại anh vào nhiều, anh vào cả trong con ạc của fan anh, anh đi review nhiều và anh biết. À anh em biết. Đấy, anh uy tín mà, không lo mượn ạc. Uy tín. Yo chết nhanh vậy. Ô con farm tiền ngon nhất bên tại là cái người em có 90 giấy thay, phải có 90 giấy thay bình thường. Bữa thấy bữa có được 922 giấy thay nè. Lo 92 giấy thay nè, 99 giấy thay. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi, ok. Để tao lobby. Yo ơi, mẹ chơi lâu vãi. Giờ mới xong đi. Phải cái bill. Thời luôn như là cái game này nó dễ rồi. Ok, mấy đứa mấy cốt rồi, ok, tôi ọp luôn nha anh em nhá. Thì game này chơi lâu cái quá. Người chơi lâu. Ok, rồi bây giờ thì bye bye anh em nhá. Mẹ. Game chơi lâu quá. Game chơi lâu.